thì trong cái thời gian chơi mini game á và đợi kết quả đó thì mình cũng mua được một ít con Rubik nữa. Thì cái thói quen của mình nó cũng như vậy nè. Đó, mình các bạn thấy không? Mình mua, mình nhận hàng rồi mình trả tiền. Mình cũng không có mở ra mình coi coi nó là những con gì, nó có chất lượng hay không, hay là những cái có uy tín hay không. Đó, cái tính của mình vậy đó, cứ mua thích mua cái là nhận hàng rồi trả tiền thôi. Giờ bắt đầu mình sẽ khui ra để review cho các bạn coi cho nó rất là chân thật luôn đó. Thì mình cũng bị hai lần rồi. Một lần là ở shop Lily Kubo gì đó. Đó là mình mua, mình đặt hàng xong rồi cũng gửi hàng cho mình, tới khi mà mình kiểm hàng ra đó là bị lộn hết một con, bị lộn chứ không phải là bị thiếu. Rồi mình cũng BM mình inbox á, giờ mình gọi điện á thì shop nó cũng gửi lại cho mình một cái con mới và tặng tặng cho mình cái con mà gửi lộn luôn đó. Còn lần thứ hai á là mình mua hai cái con này nè ở shop của anh Thạnh Dubik Ngọc Thạnh đó, thì mình cũng nhận tiền, mình trả tiền xong cái tới khi mà mình mở ra mình khui ra đó, mình đang tính review cũng quay video review cho bạn, mở ra thấy có một con à hết hồn luôn. Xong rồi cái cũng gọi điện cho anh Thịnh, cái anh Thịnh cũng gửi lại cho một con nữa là thành hai con đó. Thì hai con này á, thì mình sẽ làm review ở những cái video sau đó. Còn bây giờ đó là mình sẽ review những cái con hàng này nè. Đó, những cái con hàng này là ở shop Rubik Sài Gòn thì đã lâu rồi, khoảng cầu 3 4 tháng trời rồi đó mình chưa mua lại ở shop Rubik Sài Gòn. Thì lần này mình ngồi mình buồn buồn á, mình lên trên Shopee á, mình coi chơi 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 cái mình thấy có ba con là lạ đẹp đẹp á thì mình cũng mua. Thì cứ ngồi buồn buồn vậy đó, lên mạng cứ thấy là mua đó. Rồi thì bây giờ các bạn cùng mình theo dõi coi mình khui ra là những con gì nha. Giờ mời các bạn xem màn hình. Ok. Và đây là gói hàng mình mua ở shop Dubik Sài Gòn. Thì đã lâu rồi mình mới ghé lại, 3 4 tháng trời rồi mình mới ghé lại mình mua cái của cái shop Dubik Sài Gòn. Rồi thì mình sẽ khui vô cho các bạn xem là những con gì nha. Mình thấy không, mình rất là ưu tiên cho các bạn luôn, các bạn thấy không, mua hàng không bao giờ kiểm đó, để mình khui ra rồi cùng xem với các bạn luôn thấy không. Mình đâu có không, mình xem chung với các bạn cho nó vui thấy không. Không biết là con gì mà hồi hộp quá. Ui. Này. Đầu tiên là em Yushin đó, body trong nó gọi là cái chan fit hay là chan fit gì đó, mình nói chung là mình cũng không có dành tiếng Anh nữa, các bạn thông cảm cho mình nha. Đó, thấy rất là đẹp không. Đó, bây giờ mình tự nhiên bây giờ mình lại thích những cái mẫu như vậy nè. Đó, cái mẫu mà nó có cái body trong suốt á, thôi mình cứ gọi là trong suốt đi ha. Đó, bây giờ mình sẽ đi săn mình tìm những con như vậy nè. Đó, con này như là của hãng Yushin. Rồi. Đây có hai cái logo vớt ra, ba cái logo. Đó, một cái là của Gan, còn cái này là của gì thì mình không không có dành. Đó, như con này là The Boss, The viết gì đó, đúng không? Đó, nói chung là mua là lúc nào cũng được tặng mấy cái logo này nè, ra ba cái đế, đó ba cái đế ba màu. Rồi đây bây giờ khui con này ra. Đó,
Cũng là một em body trong luôn phải không? Em này là cái gì A1 hay cái gì á mà nghe nói là cũng hàng hiếm rồi đó. Cái này chắc là chỉ để tập filter chip hay là gì thôi, với lại sưu tầm thôi, chứ mình chơi là mình thấy không ngon rồi đó, không có mượt mà đó. Nghe không? Đó, tự nhiên bây giờ đổi qua cái sở thích là thích mấy con như vậy nè, đó. Rồi, hai con. Rồi, con này là con GTS V1. Bản limited màu xanh, body xanh. Thì nghe nói là con này nó cũng hiếm lắm mà không biết phải hiếm không nữa hay là nó sắp hết hàng hay là cái gì á, thì mình cũng nghe người ta đồn người ta nói vậy đó. Bây giờ mình cũng mua. Rồi khui nó ra làm sao đây? À đây trời ơi, là xé ra ổn quá. Trời ơi, làm xé cái hộp ra ổn quá. Tí nó dán keo lại. Đóng trên cái hộp. Hai cái hộp mình rất là đẹp. Con này là con GTS V1 mà không biết nó có 500 không, không có em thì phải, thì nghe nói vậy đó. Limited lưu màu xanh đó. Thì con này thì chắc cũng các bạn cũng biết nhiều rồi, đúng không? Đó. Thì tại vì mình nghe đồn nói là sắp hết hàng, hàng hiếm hay gì đó, mình thấy cái mình mua rồi đó, là đợt này mình mua được 3 con đó. 3 con đưa vô bộ sưu tập, nếu mà vui vui mà buồn buồn á, mà chơi mà chán rồi á, lấy con này ra chơi mini game, mấy con này ra chơi mini game cho các bạn luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Chúc các bạn chọn con số may mắn nha. Nhớ trúng nhiều nhiều đi, mình cũng thấy vui nữa. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn.